Con mèo bà con ơi, con mèo, ăn thịt con mèo thì nó rất tốt cho sức khỏe chứ không phải không. Con mèo là tiểu hổ bà con nha. Nhưng mà có một số người và một số bệnh thế này, vui lòng đừng ăn thịt mèo. Nếu ăn thịt mèo vào, chứng bệnh chúng ta lâu lành, lâu bớt, lâu khỏi, đó là những người vui lòng đừng ăn để cho nó tốt cho căn bệnh của mình. Đó là người mắc bệnh giun, người có bệnh về da, người lớn tuổi từ 70 tuổi trở lên, người bị sốt mệt mỏi, người sợ nước, người sợ gió, là vui lòng đừng ăn thịt mèo để nó tốt cho sức khỏe của mình và tốt cho căn bệnh của mình. Đó là những người không nên ăn thịt mèo, là người bệnh giun, người có bệnh về da, người lớn tuổi 70 tuổi trở lên, người bị sốt mệt mỏi, người sợ nước và người sợ gió, vui lòng đừng ăn thịt mèo để nó tốt cho sức khỏe của mình bà con ạ. Còn ngoài ra, chúng ta ăn thịt mèo thì nó tốt vô cùng cho sức khỏe, nó chống lao lực, tiêu thủng, giải độc, giải đau, giảm đau, giải đau, giảm đau, chữa tốt cho bệnh lao, tốt chốt cho lao, tốt cho chóng mặt, mãn kinh của phụ nữ, mụn nhọt, loét dạ dày, hành tá tràng, hành kinh, suy nhược. Nó là như vậy. Nhưng mà ta ăn thịt mèo thì cũng giống như ăn những loại thịt khác bình thường thôi, không có gì. Mà nửa tháng ăn một lần chia ra 2-3 bữa ăn không quá 300 gram nha bà con. Chúc bà con ta vui vẻ, mạnh khỏe bà con ơi, vui trẻ khỏe đẹp bà con ơi. Woo.